ATM Lucky, cùng hạnh phúc, cùng thịnh vượng. Vào những ngày cận Tết, nhu cầu đổi tiền lẻ của người dân ngày càng tăng. Theo đó, xuất hiện tình trạng đổi tiền lẻ thu phí. Phí đổi tiền lẻ sẽ phụ thuộc vào từng mệnh giá, như các loại tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng, mức phí sẽ dao động từ 13 đến 15%, loại 10.000 đồng, 20.000 đồng là 6 đến 8%, còn với 50.000 đồng, 100.000 đồng thì chịu phí 3 đến 5%. Việc này được xếp vào hành vi đổi tiền không đúng theo quy định và bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 88/2019/NĐ-CP. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Đây là mức phạt tiền áp dụng với các cá nhân, mức phạt tiền đối với các tổ chức cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân tại điểm B khoản 3 điều 3 Nghị định 88. Trước đó, ngày 21 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng ban hành chỉ thị 44/CTTT năm 2020 về tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.